thế nhỉ? Một bộ trang phục của tí chớp ư? Bắt đầu một ngày tốt đẹp. Okay. Hả? Chào buổi sáng, Nicky. Chào buổi sáng. Chào mẹ buổi sáng. Ồ, nhìn tuyệt đấy. À, mẹ ơi, con muốn một món tráng miệng. Dĩ nhiên rồi, Flash. Một lát rối. Mẹ cần được giúp đỡ. Ok. Là tuyệt vời. Cảm ơn Flash. Không có gì đâu mẹ. À, nó là một ý tưởng siêu. Tại sao không? Hả? No. Có ý này. Flash, mẹ cần con giúp. Mẹ cần giúp đỡ. Run. Chuyện gì thế hả mẹ? Mẹ cần sạc pin. Được thôi mẹ yêu. Mẹ nghĩ nó quá nhiều rồi. Úp, xin lỗi mẹ. Siêu anh hùng, siêu năng lực. No. Tôi cần được giúp đỡ. Flash, em còn anh giúp. Châu Á, Châu Phi, Nicky cần giúp đỡ.